Sáng nay thứ ba ngày Sáng nay thứ 23 ba tháng 3 năm ngày 2021. 16 tháng 3 năm 2021, shop cô gái tên Linh Bình Thuận có đi gửi 18 cái lục cho 18 anh em cổ thủ của các tỉnh thành phố. Thì cũng như mọi cái clip, em cũng xin làm cái clip để nói rõ chất liệu, giá cả của từng loại lục cho anh em tham khảo. Thì anh em mua hàng bên em vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em niêm yết trên màn hình 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Hình thức ship hàng bên em là gửi hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe, tức là bằng hình thức gửi xe hay gửi bưu điện. Thì anh em cầu thủ cứ nhận hàng trước rồi mới thanh toán tiền cho bên em ạ. Thì cái lục đầu tiên em muốn giới thiệu đến cho anh em đó là cái lục thép mạ đồng trụ inox móc sắt, như trên màn ảnh nhỏ của anh em đây, là 700 ngàn bao ship, chất liệu cụ thể khung inox nan thép mạ đồng trụ inox móc sắt, phụ kiện gồm có lá cống như hình, còn ngoài cái hình này ra em không có bao nha anh em. Phụ kiện lá cống như hình giá là 700 bao ship, cầu tử từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 700 bao ship. Cái lục thứ hai cũng là lục thép mạ đồng nhưng nâng cấp trụ móc ti đồng là 900 bao ship, như trên màn ảnh nhỏ của Nam. Cầu tử cũng từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 900 bao ship. Cơ bản đa số là Nam sử dụng cầu tử 35 nên hầu hết trong cái clip này em đưa hình ảnh của cầu tử 35 lên cho Nam tiện tham khảo. Gồm có phụ kiện gồm có lá cống như hình này nha anh em, khung inox nan thép mạ đồng trụ móc ti đồng. Cái lục thứ ba đó là lục inox nguyên cái trụ móc ti đồng 1 triệu bao ship, như trên màn ảnh nhỏ của Nam. Chất liệu cụ thể khung inox nan inox trụ móc ti đồng. Thì lưu ý trụ móc ti đồng bên em, tức là ngay trụ móc ti đồng, tức là cái ti bằng đồng, cái móc á, là bằng inox dẹp nha anh em, là anh em tiện sẵn cho em vậy về em chỉ ráp lục thôi. Cái lục thứ tư là lục thép lưỡng kim trụ móc ti đồng, như trên màn ảnh nhỏ của Nam, giá là 1,2 triệu bao ship. Chất liệu khung inox nan thép lưỡng kim trụ móc ti đồng 1,2 triệu bao ship. Thì anh em mua hàng vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn ảnh nhỏ 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Cái lục thứ năm là lục thép lưỡng kim sen cánh bướm, như trên màn ảnh nhỏ của Nam em đã xếp sen sẵn, nhìn từ trên xuống thì ta thấy cái cầu tử thôi. Giá là 1,3 triệu bao ship. Chất liệu khung inox nan thép lưỡng kim trụ móc ti đồng sen xếp cánh bướm. Thì cái lục này anh em thích thì xếp sen, không thích thì ta bung ra sẵn. Để xếp sen rất là dễ anh em. Rồi test lục, sử dụng lục thì em có một cái bài đăng riêng trên YouTube. Anh em cứ lên YouTube và gõ vào từ tìm kiếm lục cô gái cánh bướm, cô gái tên Linh Bình Thuận, thì có rất nhiều cái clip em hướng dẫn sử dụng lục, test lục bài bản em đã để sẵn trên đó. Anh em lên đó và tham khảo cách sử dụng hoặc test lục trên đó. Hoặc anh em vào Zalo 0947 252 874, em sẽ gửi gửi clip hình ảnh cụ thể cho anh em xem. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm mẫu lồng gáo cầu tử 60 cm tháo rời không lợp lá, như trên màn ảnh nhỏ, giá 550.000 đồng bao ship. Chất liệu cụ thể khung inox nan thép lưỡng kim cầu tử 60 cm tháo rời 550.000 đồng bao ship nha anh em. Thì cái này đánh giống như đàn cò, cơ bản là nó cũng dịch dây chanh y đàn cò vậy, nhưng mà nó là lồng gáo. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm mẫu lồng cô gái hai mạch, cũng tự tự cái lồng Thái á, ba mức giá khác nhau 1 triệu, 1,2 triệu và 1,3 triệu cùng một chất liệu. Như trên màn ảnh nhỏ của Nam là khung inox nan thép lưỡng kim trụ inox móc sắt 1 triệu bao ship, cầu tử khoảng 35 cm vừa đẹp, cũng chất liệu đó nhưng mà nâng cấp trụ móc ti đồng thì là 1,2 triệu bao ship, thì cũng cùng một chất liệu nhưng trụ móc ti đồng có thêm sen cánh bướm thì là 1,3 triệu bao ship. Thì cũng cảm ơn anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube đã bỏ chút ít thời gian quý báu để theo dõi cái clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Thì anh em mua hàng bên em vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại em niêm yết trên màn hình hoặc Zalo 0947 252 874, gửi hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Cảm ơn.